Theo thông tin từ đại lý, Toyota Land Cruiser thế hệ mới chính hãng có thể ra mắt tại Việt Nam ngay trong tháng này, cụ thể là ngày 8 tháng 7. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt cọc xe, hứa hẹn giao xe từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, người bán tại một đại lý cho biết số lượng đặt cọc để trả xe từ tháng 8 đến tháng 11 đã kín suất. Những ai đặt cọc từ bây giờ sẽ phải nhận xe vào khoảng tháng 12 cho đến đầu năm sau. Thế hệ mới của Land Cruiser bản phân phối chính hãng tiếp tục được nhập từ Nhật. Mức giá dự kiến cho bản này là hơn 4 tỷ đồng và có thể nhỉnh hơn một chút so với mẫu cũ. Trong khi đó, Land Cruiser 2022 cũng đang được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xe tư nhân chào bán với mức giá khoảng hơn 6,5 tỷ đồng. Những chiếc xe nhập ngoài chủ yếu được đưa về từ Trung Đông và là phiên bản cao cấp hơn nên giá có thể cao hơn. Thời gian giao xe dự kiến của đơn vị kinh doanh ngoài cũng trong khoảng tháng 8 năm nay. Với mức giá cao hơn đời cũ, Land Cruiser 2022 có nhiều nâng cấp đáng kể. Theo tư vấn bán hàng đại lý, mẫu xe này không chỉ thay đổi về hệ thống khung gầm, ngoại hình động cơ mà còn được bổ sung thêm tiện nghi và những hệ thống an toàn mà trước đây chưa từng được đưa lên. Toyota Land Cruiser thế hệ mới được phát triển trên hệ thống khung gầm hoàn toàn mới có tên là TNGAF. Nhiều khả năng Lexus đời mới cũng sẽ dùng chung khung gầm này. Thiết kế Land Cruiser thay đổi hoàn toàn với cụm đèn chiếu sáng LED mảnh hơn, lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn hậu LED gọn gàng hơn và kiểu dáng tổng thể vuông vức góc cạnh hơn. Bộ vành theo xe có kích thước 18 inch, kích thước xe lớn hơn trước, chiều dài 4m990 và chiều rộng 1m980, khối lượng xe giảm 200kg, trọng tâm xe được hạ thấp hơn, khoảng sáng gầm xe là 130mm. Nội thất mẫu xe này cũng có rất nhiều thay đổi, thiết kế kiểu mới, đưa màn hình trung tâm lên cao. Theo thông tin từ đại lý, bản Land Cruiser bán tại Việt Nam sẽ được trang bị màn hình 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng hồ kết hợp analog và màn hình 7 inch cùng một màn hình hắt kính HUD sau vô lăng, hệ thống giải trí có âm thanh JBL và hệ thống chống ồn chủ động, một tính năng từng được đánh giá cao trên các mẫu xe Ford. Cốp xe mở điện hỗ trợ rảnh tay. Động cơ bản bán tại Việt Nam là máy xăng V6 3.5 lít tăng áp kép cho công suất 421 mã lực và mô men xoắn 650 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Về công nghệ an toàn, Land Cruiser 2022 có tính năng cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đáng tiếc là xe chính hãng không được trang bị gói an toàn nâng cao Safety Sense tương tự trên mẫu xe đô thị Corolla Cross. Gói này mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp hay đèn pha cốt tự động. Toyota Land Cruiser gần như không có đối thủ ngang hàng trong phân khúc và giá bán tại Việt Nam. Cùng với mức giá khoảng trên 4 tỷ đồng còn có những lựa chọn khác: SUV, Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Audi Q7 hay các mẫu xe cùng thương hiệu như Lexus RX hay Toyota Venza nhập ngoài. Trên đây là thông tin Toyota Land Cruiser 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam. Các bạn hãy để lại quan điểm bình luận và rung chuông để theo dõi video clip lần sau. Cảm ơn.